Xin chào các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình đây, kênh kiếm tiền online 4.0 với nick game Vua Cờ Bạc. Thì ngày hôm nay, để tiếp tục với series review game CF68, mình lại ngồi đây chơi cùng anh em nó. Và cụ thể hơn nữa đó là trò chơi đại chiến đỏ đen ấy, anh em ạ. Vâng, và ván đầu tiên mình đặt 300k ở cửa đỏ anh em nhá, 300k ở cửa đỏ. Ok, mình đã ăn rồi, 285k. Mình thấy là nó đang cầu 1-1 đấy, nên mình lại chuyển sang cửa đen thôi. Mình đặt 300k cửa đen tiếp theo anh em nhá, 300k cửa đen tiếp theo. Thì nhiều anh em cứ nhắn tin gọi điện cho mình bảo là hướng dẫn bắt cầu con game đại chiến đỏ đen. Ok, thì hôm nay mình đã chơi cùng anh em rồi. Mình chơi cùng anh em con game đại chiến đỏ đen anh em nhá. Và anh em cứ chú ý đi, chú ý vào cách chơi của mình thì anh em sẽ rút ra được kinh nghiệm cho riêng mình. Đó, anh em không cần chú ý nhiều vào những lời mình nói, anh em chỉ cần chú ý vào những kết quả mình đạt được thôi. Ví dụ như ván này này, mình đặt 600k cửa đen anh em ạ. Mình đoán rằng nó sẽ về cầu 22 ấy, nên mình đặt 600k cửa đen luôn. Không biết kết quả nó như thế nào đây. Đôi ác anh em ạ. Mình ăn được 570k sau khi cắt phế. Đó anh em ạ. Con game này là con game vô cùng uy tín, vô cùng dễ chơi. Anh em nhìn xem, giao diện nó rất là đơn giản luôn. Chỉ có hai cửa chính là cửa đỏ và cửa đen. Đó anh em ạ. Ngoài ra thì có gì đây? Đánh may mắn à, nhưng anh em không cần quan tâm đâu. Anh em chỉ cần chú ý ở hai cửa, cửa đỏ và cửa đen, hai cửa chính thôi. Và anh em sẽ hay bắt cầu theo hai cửa này. Đó, thì luật chơi thì anh em vào phần câu hỏi là có hết rồi. Mình cũng không cần nói nhiều với tất cả anh em nữa. Mình đã hướng dẫn nhiều rồi, đã cụ thể từng luật chơi hay là cách tính điểm gì đó mình đã nói hết rồi. Nhưng điều mà mình cần nhắc lại hơn nữa đó là anh em hãy bình tĩnh. Anh em hãy chơi với những con game cá cược online như thế này, anh em phải có lập trường cho riêng mình. Quan trọng hơn là số tiền chẳng hạn, anh em hãy làm chủ được cuộc chơi. Anh em đầu tiên anh em phải có vốn đi. Đó anh em ạ. Như mình chẳng hạn này, số tiền hiện tại của mình đang là 59 triệu. Ok, 59 triệu thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng lên được 80 triệu cùng anh em ạ. Ok, mình ăn rồi này. Mình vừa đặt 2M ở cửa đen và đã ăn rồi. Ngày hôm nay mình sẽ cố gắng lên được 80 triệu anh em nhá. 80 triệu, có nghĩa là mình còn thiếu 20 triệu nữa. Mình vừa đặt 2 triệu ở cửa đen và đã ăn rồi. Ván tiếp theo mình lại đặt thêm 1 triệu nữa. Mình đặt lớn một chút để mình cố gắng mình đạt được mục tiêu của mình. Ok, lại ăn nữa. Ồ, mình đặt nhỏ thì có lúc về lúc không, nhưng mình đặt to là về liên tục này anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Mình đặt nãy giờ mình đặt 2M và 1M, 3M. Vậy là mình ăn được 3M rồi đấy anh em ạ. Tuyệt vời quá. Mình đã lên được 6 triệu 3 rồi. Thì anh em thấy không? Anh em hãy chú ý vào những kết quả mình đạt được thì anh em sẽ thấy rất là ham luôn. Đó, mình đặt 1M nữa này ở cửa đỏ, lại ăn tiếp 950k. Thì anh em thấy không, anh em sẽ phải làm gì, anh em sẽ phải làm nghề gì để anh em kiếm được số tiền như mình. Chỉ trong vòng vài phút thôi, mình đã lên được 5 triệu rồi. Và không dừng lại ở đấy, sau video ngày hôm nay mình sẽ cố gắng lên được 80M cùng anh em. Sau khi đạt được mục tiêu mình sẽ dừng lại, mình nghỉ anh em ạ. Ngày hôm nay mình chỉ cần như thế thôi, mỗi ngày kiếm vài chục mét thì đã tuyệt vời lắm rồi. Ok, thì ván tiếp theo mình sẽ đặt tiếp ở cửa đỏ nhá. Mình tiếp đặt tiếp ở cửa đỏ đi. Nó đã chuyển sang cầu 1-1 hay sao ạ? Lúc trước nó về đen rồi, ván này mình đoán là nó sẽ về đỏ. Nó lại về đen anh em ạ, nhưng không sao. Và sau mình sẽ gỡ lại một cách mạnh hơn. Đó, anh em thấy không? Nó cũng chỉ là con game thôi. Thì anh em hãy, như anh em nào mà chưa tải con game CF68 này về thì anh em hãy tải thử về đi. Link tải video mình đặt ở phần mô tả ấy, ở phía dưới.
Đó, anh em lướt đi một chút, anh em sẽ thấy link tải video. Thì anh em ấn vào, anh em tải về chơi thử đi. Mới chơi thì anh em cứ nạp một chút thôi, nạp 100.000 hoặc là sau đó anh em chơi anh em thấy hay, thú vị, có lãi thì anh em hãy đặt lớn một chút, đặt nạp 1M, 2M rồi vài chục M tùy anh em, tùy vào khả năng tài chính của anh em. Như mình chẳng hạn này, mình cũng lúc mới thì mình cũng hay nạp lắm. Đó, mình nạp 100.000 một thôi, mình chơi rồi mình có lãi, rồi mình vốn mình cứ lên dần, mình không rút, mình cứ để đấy thôi. Và sau khi mình cảm thấy mình có một số vốn nhất định rồi thì mình lại rút ra, và hiện tại thì bây giờ mình lại nạp vào hoặc rút ra mình liên tục luôn. Khi có việc cần dùng đấy thì mình lại rút ra mình dùng, và khi có tiền rảnh rỗi thì mình lại nạp vào. Vì khi mà mình có số vốn cao ấy thì mình sẽ đặt tự tin hơn, mình đặt mạnh hơn và mình lại có nhiều lãi hơn đó anh em ạ. Thôi mình không lăn man nữa ván này nhá, mình đặt 4M ở cửa đen này, không biết là nó sẽ về không đó anh em ạ. 4M cửa đen kim hoa. Ván này mình thua rồi anh em ạ, ván này mình đặt lớn một chút nhưng mà nó không thành. Vậy thì ván sau mình sẽ phải đặt mạnh hơn một chút nữa. Đó, mình đặt gấp thép lên. Ván này mình định đặt 10M nhưng mà không được. Xem là tối đa bao nhiêu. 6M thôi anh em ạ, 6M. Đó, mình đặt gấp thép lên nhá. Thì nhiều anh em cứ thắc mắc bảo là tại sao chủ tớ phải đặt gấp thép. Thì ngày hôm nay ở trong video này mình sẽ giải thích cùng anh em luôn. Đó là khi chúng ta bị thua chẳng hạn thì do là bắt cầu sai hoặc là do yếu tố may mắn thì ván sau mình phải đặt gấp thép lên nhá. Mình đặt gấp thép lên và thì anh em sẽ gỡ được tiền lỗ của mình, thu được tiền lãi, và quan trọng là tiết kiệm một thời gian cho tất cả anh em ạ. Ở vấn đề thời gian là vấn đề rất là quan trọng luôn. Ok, mình ăn được 9 triệu rưỡi rồi này, tuyệt vời quá anh em thấy không, ăn một phát mình đặt vừa đặt 10 củ đấy, ăn một phát 9 triệu rưỡi luôn, à 9 triệu luôn, một số tiền không nhỏ đâu, đối với mình đó là một số tiền rất lớn rồi. Wow, vậy là mình đã lên được 76 triệu rồi anh em ạ. 76 triệu, mày ăn 1 triệu nữa, 77 triệu. Vậy là mình đã gần đạt được mục tiêu của mình rồi. Ván này mình đặt 2M ở cửa đen luôn. Mình đoán là nó đã về cầu 22 ấy. Mình đặt 2M luôn. Ok, đôi 5. Tuyệt vời. 80 triệu. Sợ, tuyệt vời. Và mình đã đạt được ở mục tiêu của mình rồi. 80 triệu. Vậy nào mình đã lãi được 20 triệu trong vòng 6 phút anh em ạ. 20 triệu trong vòng 6 phút. Anh em hãy chúc mừng mình đi nào. Em thấy không? Tuyệt vời không? Mình thì cảm thấy rất là vui luôn. Cảm ơn những người đã giới thiệu con game CF68 này với mình, để mình biết nó và mình chơi nó. Thì mình cũng phải làm điều đó với tất cả anh em. Mình cũng sẽ làm video để mình giới thiệu con game CF68 này với tất cả anh em, để tất cả chúng ta đều trở thành những con người chiến thắng ở con game CF68 này và chiến thắng ở cuộc đời. Chúc anh em luôn sức khỏe. Chào tạm biệt anh em.